Chào bạn, tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của Bilura. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề liên quan đến sức khỏe hệ thần kinh, đó là bệnh mất ngủ. Trong video này, chúng ta sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu bệnh mất ngủ là gì, làm sao để biết chúng ta bị bệnh mất ngủ. Thứ hai, nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ gây bệnh và tác hại của bệnh mất ngủ. Thứ ba là phân tích phương pháp Tây y điều trị bệnh mất ngủ hiện tại. Sau đó là làm thế nào để có thể điều trị dứt điểm bệnh mất ngủ. Thứ năm là giới thiệu giải pháp điều trị mới nhất bằng thuốc thảo dược. Cuối cùng là điểm lại các ý chính và nêu quan điểm của cá nhân tôi về bệnh mất ngủ. Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nội dung chính đầu tiên. Mất ngủ hay khó ngủ là một chứng bệnh gây ảnh hưởng đến đời sống của nhiều người. Triệu chứng mất ngủ có nhiều biểu hiện khác nhau mà bạn có thể gặp phải như khó đi vào giấc ngủ ban đêm, giấc ngủ bị đứt đoạn, chập chờn không sâu, thức giấc nhiều lần lúc nửa đêm và khó ngủ lại, dậy từ rất sớm, cảm giác như chưa được ngủ. Nếu một trong các triệu chứng khó ngủ trên xảy ra 3 lần một tuần hoặc trong 3 tháng liên tiếp, đó chính là dấu hiệu cảnh báo mất ngủ mãn tính. Nguyên nhân của bệnh mất ngủ được chia thành hai dạng chính. Thứ nhất, nguyên nhân thoáng qua, mất ngủ dưới một tuần, đến từ mất ngủ do căng thẳng, do rối loạn lịch thức ngủ trong ngày, như lịch làm việc thay đổi bất thường, làm việc theo ca không thường xuyên, do thay đổi múi giờ, sử dụng các chất kích thích não như cà phê, trà, thuốc lá, rượu, các loại thuốc có tính kích thích vào ban đêm, do thói quen của người ngủ cùng như ngáy nhiều, hoặc các yếu tố môi trường như ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, thoáng khí cũng gây ra bệnh khó ngủ hay mất ngủ. Thứ hai, nguyên nhân mãn tính, mất ngủ kéo dài trên một tháng, chủ yếu gặp ở những bệnh nhân có bệnh lý cơ thể như bệnh tim, cao huyết áp, hen phế quản hoặc bệnh lý tâm thần. Mất ngủ gây ra những tác hại nghiêm trọng mà chúng ta cần phải lưu ý. Trước hết, bệnh tác động rất lớn đến tâm lý của người bệnh. Nó khiến bạn luôn trong trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ. Bạn sẽ bị mất tập trung trong công việc và rất dễ bị cáu gắt. Thậm chí, nhiều người còn mắc luôn cả chứng bệnh trầm cảm vì căn bệnh này. Kế đến, bệnh có thể tác động đến toàn bộ hoạt động của các cơ quan trong cơ thể như tổn thương não bộ, suy giảm chức năng gan, tim mạch hoạt động không tốt, sức đề kháng của cơ thể giảm sút, kèm theo nguy cơ bị cao huyết áp và tiểu đường tăng cao. Mất ngủ dẫn đến sự mất cân bằng nồng độ của hai loại hormone thần kinh là leptin và ghrelin. Khi mất ngủ hay thiếu ngủ, nồng độ ghrelin tăng lên khiến chúng ta thèm ăn nhiều hơn, thường là các loại thức ăn nhiều đường bột. Dẫn đến nồng độ đường trong máu tăng lên, tuyến tụy phải sản xuất nhiều insulin hơn, làm tăng nguy cơ tiểu đường. Chúng ta cũng có sở thích uống cà phê để giảm cảm giác buồn ngủ. Caffeine trong cà phê làm tim đập nhanh hơn, khiến huyết áp tăng lên. Caffeine cũng làm chức năng cảnh báo mệt mỏi của não bộ bị mất đi, dẫn đến chúng ta rất khó đi vào giấc ngủ, mặc dù đây là thời điểm chúng ta thường đi ngủ. Để điều trị bệnh mất ngủ thành công, chúng ta có thể kết hợp các biện pháp sau đây. Loại bỏ những nguyên nhân chủ quan gây nên bệnh mất ngủ, vệ sinh giấc ngủ, điều trị bằng thuốc tây hoặc các loại thảo dược, điều trị bằng các liệu pháp tâm lý như thư giãn, thiền, v.v. và kết hợp với các thói quen sinh hoạt có lợi như tạo thói quen đi ngủ đúng giờ, tăng cường luyện tập thể dục thể thao, thực hiện chế độ ăn uống khoa học, tránh lạm dụng thuốc ngủ. Nói về thuốc tây, hiện nay bác sĩ hay kết hợp các loại thuốc để điều trị mất ngủ như Zolpidem, Esomeprazole, Zaleplon hoặc Rameltiol. Tuy nhiên, trong trường hợp hiếm, các loại thuốc này có thể gây ra các phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Tác dụng phụ của thuốc ngủ theo toa thường rõ rệt hơn ở người lớn tuổi và có thể bao gồm quá buồn ngủ, suy nghĩ hoang tưởng, kích động và các vấn đề cân bằng. Nếu có trầm cảm cũng như mất ngủ, bác sĩ có thể kê toa một số thuốc chống trầm cảm có tác dụng an thần, chẳng hạn như trazodone, docebin hoặc mirtazapin. Trong thuốc hỗ trợ chức năng giấc ngủ có chứa thuốc kháng histamine có thể gây ra buồn ngủ. Tuy nhiên, thuốc kháng histamine có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ và chúng có thể gây tác dụng phụ như buồn ngủ ban ngày, khô miệng và nhìn mờ. Ngày hôm nay, tôi muốn giới thiệu cho bạn một giải pháp mới để có thể điều trị dứt điểm bệnh mất ngủ. Chúng ta sẽ sử dụng bộ đôi thuốc thảo dược từ thiên nhiên Pillow Sleep là Sleep Relax Formula và Crab Seed Extract. Đây là hình ảnh thực tế của bộ đôi sản phẩm, bạn có thể xem qua. Bộ đôi Pillow Sleep có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, tạo giấc ngủ ngon và sâu, chống oxy hóa, chống căng thẳng, ngăn chặn suy nhược thần kinh, giúp tăng cường lưu thông máu, rất hiệu quả trong điều trị bệnh mất ngủ. Sản phẩm đầu tiên Sleep Relax Formula với các thành phần chính là dược liệu Valerian, rễ cây lan hoa, Skullcap Powder, cây bán chi liên, Passion Flower, cây lạc tiên
và Hops Powder cây hoa bia. Valerian, rễ cây nữ lan hoa, có tác dụng an thần, tạo cảm giác thư giãn, giảm lo âu, giúp các neuron thần kinh hoạt động hiệu quả. Skullcap Powder cây bán chi liên, giúp giảm suy nhược cơ thể, thanh nhiệt, giải độc, làm dịu hệ thần kinh, dễ đi vào giấc ngủ. Passion Flower cây lạc tiên, có tác dụng chống lo âu, hồi hộp, giảm hưng phấn, điều hòa hoạt động hệ thần kinh, giúp người bệnh dễ đi vào giấc ngủ và không bị bất chợt tỉnh giấc. Hops Powder cây hoa bia, giúp giảm thiểu tình trạng lo lắng, bồn chồn, có hiệu quả an thần cao, rất phù hợp với người mắc bệnh mất ngủ. Sản phẩm thứ hai, Grape Seed Extract, với thành phần chính là grape seed dầu hạt nho, chứa polyphenol và proanthocyanidin, có tác dụng chống oxy hóa rất tốt, giúp bảo vệ thành mạch máu, cải thiện lưu thông máu, chống căng thẳng và suy nhược thần kinh. Vitamin E, flavonoid và linoleic acid trong grape seed còn có tác dụng ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giúp cải thiện giấc ngủ rất tốt. Chính vì thế, sự kết hợp của bộ đôi Pillow Sleep gồm Sleep Relax Formula và Grape Seed Extract là một giải pháp tuyệt vời dành cho người bệnh mất ngủ. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại website của Pillora. Chúc bạn có một sức khỏe dồi dào, thân chào và hẹn gặp lại!